Quý vị yêu mến audio thân mến, clip này xin giới thiệu với quý vị và các bạn về khả năng chơi nhạc vàng của đôi loa Anh Kip C65. Đây là một đôi loa thì ở clip trước đã giới thiệu với quý vị về khả năng chơi nhạc mạnh của nó. Chúng ta đã chứng kiến được khả năng kiểm soát rất tốt tiếng bass, những giải trầm của nó khi nó được kết hợp với một âm ly Pioneer 7800. Và đôi loa này có trở kháng là 4 ohm, công suất của nó là 150W một bên. Nó có hai bát, một bát cộng hưởng và một bát điện, một chép. Đôi loa này được trong cái phân tần của nó được thiết kế rất đặc biệt, nó làm cho giải mid nổi lên rất rõ trên nền của giải trầm. Và ở clip lần này chúng ta sẽ cùng nhau bình tĩnh kiểm âm và phân tích xem khả năng tái hiện âm thanh của nó tốt như thế nào. Bởi vì một sản phẩm đến từ nước Anh thì mặc dù là một sản phẩm cũng ít người biết đến, nhưng đã là những sản phẩm đến từ châu Âu thì thường là nó sẽ xuất phát từ những thị trường khó tính, cho nên là nó được sản xuất, được kiểm tra rất ngặt nghèo trước khi đến tay người tiêu dùng. Và với điều đó thì làm cho chúng ta, những người yêu thích audio, có điều kiện để cùng nhau biết đến và cùng nhau được thưởng thức một đôi loa đến từ nước Anh với khả năng chơi nhạc vàng cũng rất tinh tế và sâu sắc. Ở những clip trước đây thì cũng đã giới thiệu với quý vị một vài lần về đôi loa này. Hôm nay thì đôi loa này cũng rất tình cờ được về cửa hàng âm thanh vàng của Cương Audio Lai Châu, một dịp nữa lại test lên để cho quý vị chúng ta cùng nhau kiểm nghiệm và đánh giá chất âm một đôi loa cỏ đến từ nước Anh xa xôi. Quý vị có nhu cầu mua đôi loa này xin liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại 0918 099 388. Đây là số đăng ký Facebook và Zalo của Cương Audio Lai Châu. Khi gọi điện không liên lạc được hoặc thấy không bắt máy, quý vị vui lòng để lại tin nhắn trên Facebook hoặc Zalo, Cương Audio Lai Châu sẽ lần lượt trả lời từng người. Giá thành của đôi loa này là 8.500.000 đồng vào thời điểm hiện tại. Xin nhắc lại, đôi loa này có giá thành là 8.500.000 đồng ở thời điểm hiện tại. Quý vị thân mến, bên cạnh các sản phẩm nghe nhạc thì Cương Audio Lai Châu hiện nay cũng sở hữu một số lượng trên 300 album, gần 400 album của các ca sĩ ở hải ngoại từ khi họ còn rất trẻ, thu âm ở những năm họ còn 18 đôi mươi ở Sài Gòn. Để giúp quý vị có cơ hội được nghe những album có lẽ là chúng ta không thể mua được ở trên thị trường nữa, thì với tinh thần anh em audio, Cương Audio Lai Châu sẽ ship cho quý vị từ 10 CD trở lên. Và quý vị có nhu cầu thì xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Quý vị sẽ nhận được sản phẩm qua bưu điện dù ở bất kỳ vùng miền nào của Tổ quốc. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau kiểm âm khả năng chơi nhạc vàng rất tinh tế của đôi loa KFC65 của Anh. Đò từng đêm biên giới ta thôi, nhìn đèn không gian đi hoang tìm ý niềm. Hôm nào mình ly biệt, anh dặn dò rằng mai mốt anh về. Rồi chờ anh bóng lẻ hòa châu yêu mắt bên trong. Màu đèn yêu thương rơi trên vùng đất mẹ, đưa anh tìm cuốn giặc, anh miệt mài làm linh cứ quê hương. Ôi đêm lo
các khoai canh sâu. Đêm lấy lấn gọi bồi hồi vòng về thương tiếng kinh cầu. Ôi đêm trong gai vạn người trai đốt lửa thương lai, hằng tay giết giặc quyền thề làm tròn túi ngọc hôm nay. Giờ tiền phương bước nguyên đường trai dấu chân tô, thì dù xa nhau anh đi vì chiến cuộc. Đêm đêm đèn châu đỏ anh nhìn mà lòng. Quý vị thấy tiếng beat rất tốt không ạ? Tức là giọng ca sĩ ạ, nổi lên rất lồng lộng. Đó là bí mật của hàng này. Viết tròn bài ca cho nước cho em. Tình mình hôm nay mang trang hoàng thế hệ, như châu đen hoa mộng em một lòng chờ đợi lính biên cương. Đây là ca khúc Đêm Hỏa Châu, được thu âm khi Tuấn Vy Vũ còn rất trẻ tuổi quý vị nhé. Giọng hát rất sung mãn. Ôi đêm lo âu, ngọn đèn châu khắc khoải canh sâu. Các loại nhạc cụ lên rất rõ quý vị ạ. Vòng về thương tiếng kinh cầu. Ôi đêm trong gai vạn người trai đốt lửa tương lai, hằng tay diệt giặc nguyện thề làm tròn túi ngọc hôm nay. Giờ tiền phương bước nguyên đường trai dấu chân tô, thì dù xa nhau anh đi vì chiến cuộc. Đêm đêm đèn châu đỏ anh nhìn mà lòng thương nhớ vơi đầy. Ca khúc này được thu âm cách đây 25 năm rồi. Từ hầu viết tròn bài ca cho nước cho em. Tình mình hôm nay mang trang hoàng thế hệ, như châu đen hoa mộng em một lòng chờ đợi lính biên cương. Như châu đen hoa mộng em một lòng. Như vậy là với đoạn kiểm âm vừa rồi, quý vị đã thấy là nó xóa tan sự nghi ngờ của quý vị về khả năng chơi nhạc vàng của đôi loa Anh KF6C65 này phải không quý vị? Quý vị có nhu cầu mua đôi loa này xin liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388, giao hàng toàn quốc.